Đây các bạn nhá, bây giờ con này bắt đầu ra lò nhá. Vừa khiêng ra lò đi luôn. Chuẩn bị dao thớt để chặt nhá các bạn nhá. Nhìn thấy cái mùi thơm bốc lên rất là nồng nặc luôn. Sướng. Bé quen nó ngon mà. Đấy, mình sẽ cắt hai cái đùi trước, chân trước. Đây nha các bạn, đây là quán thịt chó Đức Linh, ngã tư Vĩnh Sơn, thành phố Lạng Sơn. Con này vừa mới ra lò nha các bạn. Chuẩn bị mưa nhưng mà vẫn rất là đông khách đến ăn. Đấy, bạn phê không? Wow. Em mới chăm thôi, mới làm thôi hả? Mới làm về xong. Đúng rồi, cái này mới ngon này, cái này nhân này mới ngon này. Chó đây tuyệt vời đấy. Biết thì wow. Rất nhiều cái động thư Lạng Sơn mình. Còn nghe đi. Nó quay Lạng Sơn mà. Cất vào đây nhá các bạn nhá. Đây các bạn là ăn thịt chó thì phải có lá mơ này. Siêu đấy anh ạ, bắp này siêu đấy. Một cái đùi.
da rất là giòn các bạn ạ. Da quá giòn luôn. Giòn như kiểu bánh đa luôn ấy nhỉ. Giòn như da lợn. Giòn như lợn quay các bạn ạ. Đây bắn đấy. Ôi. Cái kẹp gấp một cái chỉ ra vậy. Nó tự quá là vừa mới ra lò rất là nóng luôn các bạn nhá. Cảm giác là cái mùi các thứ trong nhân bụng con chó rất là thơm các bạn. Anh ấy con là da giòn không anh? Đâu thử gõ tí nhá. À, như này giòn rồi các bạn. Quá giòn luôn con này. Thơm của tương thôi. Thơm tương lắm. Mùi toàn với mùi tương thôi. À, nhiều nước cái này mà quay nó cũng không trôi ra đâu nhỉ? Không kín mà. Kín mà. Không kín lắm. Này có hai lớp. Được rồi anh ơi. Nhớ xuống bảo chị Nhàn lấy rau sống với lấy mắm tôm để anh ấy mang về. Cái nước trong này chấm này ngon đấy nhỉ. Chỉ cái nước này chấm thì... Anh còn cái nước chấm ngoài khác không? Hay là chỉ có mắm cái này tôm. À, chấm mắm tôm nữa đúng không? Mắm tôm riêng, cái này riêng. Hai nước chấm. Chấm cái này là ngon hơn mắm tôm nhiều đấy nhỉ. Tùy theo sở thích của từng người. Nó ngấm ở bên trong. Anh Phong, anh Phong lấy trong dưới anh Phong ơi. Vừa mới quay xong mà lấy ra thì nóng. Bây giờ mới ra vừa. Để cho chị, để cho cô ăn hưởng một cân bát chín nhé. Rồi, nhất trí, khó mà. Mua nhà mà anh quay ngày mấy con? Ngày hai con.
Phong ơi, 170 Phong ơi.